Mình không thích người giúp việc mới này bằng như thích Janet. Cô có vẻ chua chát và không có đặc điểm gì. Nhưng có lẽ cô sẽ khá hơn khi thân hơn. Không ai biết trước được chuyện chi, dù mình phải nói rằng hào quang của cô không có gì đáng nói, mà trông mờ đục đáng lo nữa. Mình có cảm giác là bà bếp Georgina cũng không thích cô. Cô tên là Henshaw và đó là tên mọi người sẽ gọi. Dù cô cũng có tên riêng, bố nói cô là người rất đáng nể, nhưng mình nghĩ bố sẽ hối tiếc về sau. Hình như lúc ấy tôi không biết là chữ đáng nể superior không phải luôn luôn là lời khen. Myret tỏ ra thân thiện lắm. Mình chắc tại vì lâu rồi chị không gặp mình. Mình khỏi phải học gì cả cho đến thứ hai. Mẹ bị mụn nhọt to trên mũi làm không vui chút nào. Bố cứ trêu mẹ về chuyện này. Nhưng mẹ nói nó đau lắm, mình tin như thế. Bác sĩ nói tại mẹ có máu xấu hay gì gì đó. Có thể là tại vì mẹ không đi cầu thường. Bố nói khi người ta không thể đi cầu được thì gọi là táo bón, gây khó chịu lắm. Nhưng mình không nên nói về chuyện này khi có khách, làm như mình không biết vậy. Ngày 23 tháng 9, hôm nay mình đọc một cuốn sách của bố trong phòng sách. Tựa là The Mill on Floss của George Eliot. Rồi mẹ vào tịch thu quyển sách, không cho mình đọc nữa, dù đã có vẻ là sách hay. Myret nói, một chị trong trường cho chị hay George Eliot thực ra là phụ nữ, lại buộc hiệu tên người nam, và có người cho rằng cô hư đốn lắm vì sống chung nhà với một ông tên Lewis mà không có cưới hỏi gì cả. Mình nói tại sao lại không được nếu cô muốn như vậy. Myret nói họ làm chung với nhau cái gì thì đó là rất hư, nhưng không nói mình nghe được, mình còn quá nhỏ. Mình chán lắm rồi khi cứ phải nghe là mình còn nhỏ quá cho chuyện này chuyện kia. Mình chỉ muốn la to lên nhưng phải kềm lại. Nếu mình không dễ thương với Myret, chị sẽ chọc phá mình nữa. Ngày 25 tháng 9, mẹ khó chịu với mình trong bữa ăn tối vì mình dám nói lại. Và khi mình cãi lý với mẹ thì mẹ nói, được lắm, ngày kia con sẽ hối tiếc khi mẹ chết đi và mất đi. Mình chịu hết nổi rồi, nên bảo không có chuyện chết và mất đi, mà người ta có thể chết nhưng không mất đi như mẹ nói đâu. Dĩ nhiên sau đó mình hối hận vì mẹ chỉ có nổi tam bành lên thôi, và nói mình là đứa con hư không biết ơn. Khi bố đã trả bao nhiêu tiền để mình được dạy dỗ thành người đàng hoàng và nhiều điều khác nữa, rồi mẹ nói nếu mình không cẩn thận, bố mẹ sẽ phải gửi mình vào trường nội trú để họ dạy mình bỏ tư tưởng vô lý ấy. Đó là lời dọa mới nhất về thanh gươm dân chủ. Hai tên ông gì khác, cậu bé lẫn lộn với thanh gươm Damocles. Điều này sẽ cứ lơ lửng trên đầu mình luôn. Tốt nhất mình sẽ rất cẩn thận trong tương lai. Nhưng mình cũng nghĩ mẹ xấu bụng khi nói về việc chết chóc và mất đi. Khi biết rằng mình rất ghét tang lễ và ai nấy khóc bù loa khắp trong ngoài nhà. Khi chết, mình quyết định là sẽ không có đám tang chi hết. Những người đến để dọn nhà cầu có thể mang mình đi trong đêm, rồi vứt mình xuống sông gần đó, và rồi sẽ không có gì phải làm ầm ĩ cả lên. Em gái mình cũng vẫn khóc nhè, nhưng tính ra em đỡ xấu xí hơn trước, thiệt may phước quá chừng. Ngày 28 tháng 9, hôm nay mình học đàn trở lại với Fräulein. Cô chơi một bài thật hay của Beethoven. Trong khi cô dạo đàn, thì mình thấy một người đàn ông trong phòng mà mình có cảm giác chắc chắn là bố của cô. Hình như ông đến để nghe. Ông gật đầu chào rồi nói cái gì đó mà mình không hiểu là cái gì. Vì hình như ông không biết nói tiếng Anh. Phải chính mình có thể nói cho cô hay là mình thấy ông, nhưng mình rất sợ là sẽ lại bị mắng. Mẹ có cho Myret và mình hay khi cả hai vừa bắt đầu học đàn với Fräulein là cô mất cha và phải đi dạy đàn để nuôi mẹ già. Mình có cảm giác là ông muốn cho cô biết là ông đang có mặt ở đây, nhưng mình không dám. Thực tình mình thấy tội cho linh hồn ông.
Mình cho Fralin hay là mình được mời đến dự tiệc dành riêng cho trẻ con vào tháng tới. Fralin bảo là thỉnh thoảng cô cũng chơi đàn trong tiệc dành riêng cho trẻ con để chúng nhảy theo tiếng đàn. Cô nói vài nhà cô tới không chịu dẹp thảm nên cô nghĩ là kỳ lắm. Vì cô nói bên Đức người ta luôn nhảy đầm với phần dưới không có gì. Rồi cô muốn biết mình đang cười chuyện gì. Mình nói phần dưới có nghĩa là phần mình đang ngồi lên. Thế là cô cũng cười. Cô nói tưởng nó có nghĩa là sang nhà. Chiều nay mình đến nhà Anon, nhưng người giúp việc không cho mình vào. Vì cô nói bạn bị sưng quai bì, đau lắm. Ngày 12 tháng 10, gió thổi mạnh quá. Cây cối sẽ rụng hết lá thành trơ trụi nữa. Cha ơi, nghĩ tới mùa đông dài dằng dặc thấy mà sợ. Lò sưởi phòng độc phải được coi lại vì nó sẽ tỏa khói có mùi khó ngửi. Bố nghĩ có thể chim làm tổ trong ống khói hay có gì đó, nhưng mà bực bội và kêu rằng bố chỉ nói bậy vì ống khói đã được thông khi nhà được rửa dọn sạch sẽ vào mùa xuân. Chiều nay mẹ kêu mình đi đến nhà cha xứ để hỏi thăm sức khỏe của ông vì ông bị cảm và hắt xì trong nhà thờ lúc giảng hôm chủ nhật. Là mình suýt nữa bật cười. Mình gặp được Henry một chút. Bạn nói bố la lối om sòm mỗi khi không được khỏe và luôn cho rằng ông sắp chết tới nơi. Thầy Padmore bảo ai hay nói về thiên đàng thường không muốn chết sớm để mau tới đó. Và mình rất đồng ý với thầy. Georgina bà bếp và Henshaw cô giúp việc mới đã có lời qua tiếng lại và đang gồm nhau. Và bây giờ mình không thích đi vào nhà bếp vì bầu không khí tâm linh rất dễ sợ. Họ không nói chuyện với nhau nữa, mà chỉ là nhạc ừ hừ. Mình biết hào quang của Henshaw muốn nói điều chi. Nhưng nếu mình có nhận xét gì thì chỉ bị mắng mà thôi. Bây giờ mẹ chịu hết nổi rồi. Mẹ nói người giúp việc làm mẹ mệt quá. Mẹ không biết phải làm gì bây giờ. Thực vậy, đầu tiên, Georgina nói cô kia phải đi. Sau đó Henshaw nói, bà phải đi. Mẹ không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người nên không biết ai phải ai quấy. Dù trong thâm tâm mình biết chắc mẩm, mẹ biết đó là lỗi của Henshaw. Cô Vũ thì về phe bà bếp, nói là Henshaw hay tỏ ra trịch thượng và thường làm cô Vũ điên đầu. Dù gì đi nữa, mình hy vọng Georgina sẽ không tính chuyện rời nhà mình. Vì bà là một phụ nữ đứng tuổi tột bùng đến nỗi không thể là ngay cả con ngỗng. Ngày 19 tháng 10, sáng nay trong lúc ăn bánh ngọt uống trà, thầy Padmore và mình nghĩ đến ông ngoại. Thế là ra, ông xuất hiện một cách đột ngột và cắt nghĩa vài chuyện. Mình vừa học xong phần sự kỷ về người tin lành tách rời khỏi Công giáo La Mã và người Công giáo có thánh lễ cho người chết và đủ chuyện khác. Rồi cả hai thắc mắc là ông ngoại và những linh hồn khác nghĩ gì về chuyện này. Ngay lập tức, mình thấy ông ngoại hiện ra. Ông nói, người tin lành rất sai lầm khi họ không chịu cầu nguyện cho những ai mà ta gọi là chết. Bởi vì lời cầu nguyện không ích kỷ là tư tưởng đẹp đẽ. Thành vòng ánh sáng xinh đẹp chung quanh linh hồn, giúp họ rất nhiều. Và cho biết là ta đang nghĩ đến họ. Điều này làm họ vui thích và khiến họ thấy là mình không bị bỏ quên. Ông nói đó là lỗi của mục sư, làm cho nhiều người tin lành không chịu cầu nguyện cho linh hồn. Vì những người này tin rằng khi chết họ sẽ ngủ thiếp cho đến ngày sống lại. Ông ngoài nói đó toàn là chuyện vớ vẩn. Ông nói khi còn sống trên trần, so sánh ra, ông có cảm giác là chết nhiều hơn là sống. Nhưng bây giờ đáng lý ra là chết, thì ông lại có cảm giác đang sống rất thực hơn là chết. Mình đang nghĩ nếu mà biết về thầy Padmore và mình trò chuyện với ông ngoài và những gì ông cho hay, mẹ sẽ nghĩ ông là quỷ sứ đội lốt ông ngoài đến để cám dỗ hai thầy trò. Thiệt là kỳ cục, phải chỉ mẹ có đầu óc cởi mở như thầy và cô Pi. Với nhiều chuyện thì mọi việc tốt đẹp hơn lắm, thực sự là vậy. Mình ước được thầy Đức Jesus nữa. Mình muốn hỏi ông ngoài đủ chuyện về Thượng Đế và Chúa Jesus, nhưng ông lắc đầu, bữa nay không được, khó lắm để cắt nghĩa.
Henshaw sắp thôi việc, và nếu mà không sớm tìm ra người giúp việc mới, bà Georgina sẽ chỉ có một thân một mình. Mình bắt đầu thấy bị đau cổ họng và không thấy khỏe cho lắm. Chắc tại hôn con mèo đang bị cảm. Bố hay rời mình về việc hôn mèo, nhưng mình không ngừng được vì nó êm và ấm quá. Ngày 8 tháng 11, mình bị bệnh gọi là cúm influenza. Mình phải hỏi mẹ để biết việc chữ này. Mình nằm trên giường bấy lâu nay, mình vẫn còn phải nằm nghỉ, nhưng đã có thể ngồi lên một chút để viết nhật ký bằng bút chì. Mẹ chiều chuộng và rất thương yêu khi mình nằm liệt giường, nhưng mình lại cảm thấy khó chịu lắm. Rồi bây giờ bố cũng bị cúm vì bác sĩ nói bệnh này rất dễ lây. Thầy Padmore đến thăm mình 2 lần, ngay cả cô Pi cũng đến thăm 1 lần và mang cho mình mức. Bác Wilcox tốt bụng để thăm và kể nhiều chuyện vui cho mình lên tinh thần. Nhưng Myret làm mình rầu quá khi cho hay là bác sẽ rời nơi đây trong vài tháng tới, vì bác được giao cho trông coi riêng một nhà thờ ở đâu đó mà mình quên mất tên. Chẳng mình ghê, mình sẽ nhờ bác làm đây. Ông ngoài ghé đến nhiều lần, hình như muốn an ủi mình, nhưng điều thích hơn cả là lại được thấy Đức Jesus. Ngài mỉm cười thật tươi làm mình cảm thấy khỏe hơn lên. Có một điều bực bội là mình không nghe rõ các linh hồn nói gì, làm như họ ở chỗ xác tín, và đầu mình thì mờ mịt, mệt quá, mình không thể viết được nữa. Ngày 12 tháng 11, hôm nay mình đã thấy khỏe hơn nhiều, dù vẫn không được ra khỏi giường. Trong lúc nằm trên giường, mình như mơ màng về những chuyện có vẻ như đã xảy ra lâu lắm rồi. Như thể mình là người khác, mà sau đó vẫn luôn là mình. Giống như nhận là chuyện xảy ra trong đời mình vậy. Những người mình thấy trong giấc mơ đều mặc quần áo thời xa xưa, như trong sách hình và chuyện về lịch sử. Mình không hiểu được. Rồi ngày hôm qua, khi mình đang suy nghĩ mãi trong đầu về giấc mơ này, thì bất ngờ Đức Jesus nghe Ngài nói về tuy âm nhưng xa vời vời. Này con, đây không phải là lần đầu tiên con sống trên trần, mà mỗi người trong chúng ta đã từng sống nhiều lần trước đây. Những gì con thấy là ký ức của quá khứ được tồn trữ trong linh hồn. Ngài chẳng nói bao lâu nữa thì mình sẽ nhớ lại thêm nhiều chuyện, và đừng buồn nếu đó là chuyện xấu. Ngài nói ai không nhớ lỗi của mình thường hay phạm, nó trở lại. Nhưng người nào nhớ thì có thể học được sự khôn ngoan. Rồi Ngài nói điều người ta gọi là lương tâm thì là ký ức đang nhắc cho họ. Đừng làm điều sai nữa. Điều họ đã từng làm khi trước đã gây rắc rối cho họ. Nhưng mình được may mắn hơn là có được những giấc mơ rõ ràng, hay đúng hơn lên ảnh mà bây giờ mình bắt đầu có. Sau khi cho mình hai những chuyện này, Ngài ban phước cho mình rồi biến mất. Nói thật, mình rất thương Đức Jesus, nhưng chuyện này thật kỳ quặc. Mình không ngạc nhiên khi nghe Ngài nói việc đã từng sống khi trước rồi, bởi vì sâu trong xương tủy nhiều lần mình cảm thấy vài phần trong người rất đổi là già. Tuần tới mình được phép ra khỏi giường. Ngày 13 tháng 11, hôm nay Fräulein đến thăm mình, có tử tế quá. Sau khi nói vài câu chuyện mình nói ước gì mình được nghe nhạc, và cô nói, vậy à, được, em sẽ được nghe nếu muốn. Thế là cả hai đồng ý, là nếu cửa phòng ngủ để mở và cửa phòng chơi cũng được mở, mình sẽ nghe được tiếng đàn dương cầm rõ ràng và thật là mãn nguyện. Nhưng dĩ nhiên là đàn dương cầm trong phòng chơi thì là loại thường, nghe không hay bằng chiếc dương cầm ở phòng khách trong khi Fräulein chơi. Mình lại thấy một giấc mơ kỳ lạ mà Đức Jesus gọi là ký ức. Mình ngồi một mình trong một cái hang gần như trần truồng. Da dẻ mình có màu nâu như chocolate. Thời tiết thì rất nóng, nhưng nó đẹp ở chỗ là mình cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Và hình như mình đang yêu cả thế gian. Và rồi mình tan vào giấc mơ tuyệt đẹp như đang ở trên thiên đàng vậy. Nhưng không thể tả được vì mình không biết nói ra thành lời.
Sau một lúc ngẵng, mình ra khỏi giấc mơ này và một người da đen với một cái khăn tắm trên đầu, có thể là turban, khăn quấn đầu, cúi chào trước mặt mình và trao cho mình cái gì đó để ăn trong cái bát. Mình nghĩ là mình rất già, thằng bé này đang chăm sóc cho mình, nó không phải là con trai mình mà như là đệ tử. Rồi vài người đàn ông cũng có khăn quấn đầu đến gặp và cúi chào trước mặt mình, và mình dạy họ nhiều chuyện nghe rất là khôn ngoan, nhưng không thể nhớ đã nói những gì. Rồi không biết làm sao, nó lẫn lộn với tiếng đàn Florin đang chơi, và khi cô ngừng lại thì giấc mơ cũng tàn, dù mình muốn nó còn mãi. Sau đó, mình cho Fraulein hay là nhạc của cô đã đưa mình lên đến 7 tầng mây. Cô vui lắm khi nghe nói như vậy, nhưng mình không nói cho cô hay những gì mình thấy, vì có thể cô sẽ cho rằng mình khùng điên. Bây giờ mình sẽ đọc sách một chút. Ngày 15 tháng 11, mình đã dậy ra khỏi giường, nhưng không cảm thấy khỏe cho lắm nên vẫn muốn ngồi xuống. Khi đi tới đi lui, mình cảm thấy tim đập mạnh và thở không được dễ dàng. Bố vẫn còn nằm trên giường, mẹ thì yếu hẳn đi. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu mẹ bị cúm. Sao trời không làm cho con người không bị bệnh? Mình phải học trở lại vào thứ hai, nhưng bác sĩ nói mình chỉ phải học 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho đến khi được khỏe hơn. Ngày 22 tháng 11, mình chỉ học từ 10 tới 11 giờ. Nhưng mình rất vui khi thầy Padma ở lại nói chuyện với mình sau đó. Mẹ bị nằm giường và bác sĩ phải đến mỗi ngày. Bố đã ra khỏi giường và ngồi trong phòng đọc sách cho đến khi thầy có thể đi làm trở lại. Ở nhà đã có người giúp việc mới. Hansel nghỉ việc trong lúc mình còn bệnh nằm trên giường. Và cô Vũ nói, thôi việc thế mà hay. Cô giúp việc mới tên là Lizzie Buttrose. Nhưng mọi người gọi cô là Lizzie vì Buttrose là cả tên ngộ nghĩnh. Mình nghĩ là tất cả những tên nào có chữ Úc trong đó đều nghe dễ quá. Trông cô rất xinh xắn và mình gần như có thể yêu cô chút xíu nếu cô đừng phải mặc tạp dề, đôi nặng và mang đôi bút cao su. Không biết sao mình không thể yêu bất cứ ai phải mặc những đồ như vậy vì họ làm mình mất hứng. Nhưng mình nghe Anon hay nói vậy. Mình tự hỏi không biết có nên chơi đánh banh cricket không. Bác sĩ nói mình không được chạy vì tim yếu, nên chắc là không chơi được rồi. Cả ngày hôm nay sương mù phủ đầy, trời tối thui và mùi không khí làm mình không chịu được. Ngày 23 tháng 11, tối qua trước khi ngủ mình thấy Đức Jesus. Ngài làm mình ngạc nhiên quá. Ngài nói sẽ đến một ngày gần đây khi có mặt thầy Padmore và Ngài sẽ nói một chuyện mà Ngài muốn thầy Padmore viết xuống, rồi sau đó sẽ đọc lại cho mình việc chính tả. Bởi có thể có những điều mà thầy Padmore cần phải cắt nghĩa cho mình. Mình vui lắm về chuyện này. Mình rất muốn thầy Padmore biết nhiều về Đức Jesus. Và tự nhiên là thầy thật vui và ngạc nhiên vô cùng khi mình cho thầy hay hôm nay. Ngày 25 tháng 11, sự kỳ diệu không hề ngưng. Nghĩ coi, mình đã sai về Đức Jesus từ trước đến giờ, vậy mà mình chỉ mới biết ra điều này vào tối hôm qua. Nhưng mình không lo, cho dù Ngài là ai, mình vẫn thương Ngài vô cùng. Và nếu Ngài có kêu mình bò bằng hai tay, hai chân tới London, thì mình sẽ ráng làm để vui lòng Ngài. Dù rằng mình biết Ngài sẽ không bao giờ kêu mình làm những chuyện kỳ quặc như vậy. Sao đi nữa, đây là những gì mình nghe Ngài nói ngày hôm qua. Và mình lặp lại cho thầy Padmore rồi thầy viết xuống bằng tốc kỹ. Và hôm nay thầy đọc cho mình việc chỉnh tạ. Này con, bây giờ là lúc thích hợp nhất để cho con biết vài điều mà ta không thể cho con hay trước đây. Hoặc làm như vậy là không khôn ngoan. Trước hết, đừng buồn nếu ta cho con hay, ta không phải là Đức Jesus, nhưng là một người khác mà tên họ không cần thiết. Đã từng là thầy của con qua nhiều kiếp, ta được biết đây là chân sư KS. Cho dù con là một linh hồn đã trưởng thành, tuy vậy hãy nhớ rằng con có thân xác trẻ thơ và bộ óc non dài.
Và nếu trước đây cho con hay ta là người khác với người mà con tưởng tượng thì không ích chi. Mà phải có lời giải thích và sẽ làm trí óc non nớt của con bị hoang mang hơn là được sáng suốt. Vì vậy nói rằng chúng ta, những người tìm để giúp đỡ và chỉ bảo cho ai hồi đủ các tiêu chuẩn cần thiết hài lòng với danh xưng là huynh trưởng là đủ. Các con hãy nghĩ đến ta như là một trong những người này. Hay nếu các con muốn có thể gọi ta là Ibi cho ngắn gọn. Nhưng hãy xét ta bằng lời ta nói mà không phải bằng điều con tưởng tượng ta là chi. Bởi làm sao ta có thể chứng minh nhân tánh của mình với con khi con chưa hề gặp ta bằng xương bằng thịt. Con chỉ cần tin là đủ rằng ta có xác thân của người Đông Phương và có khả năng rời nó khi muốn và hiện ra trong thể vía với ai có khả năng thấy được. Con có được khả năng ấy trong những kiếp trước và trong đó có một kiếp là người Ấn Độ mà con đã thấy trong ngày hôm nào qua linh ảnh.